Sáng ngày 14 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tràng An đã long trọng tổ chức lễ truy điệu công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Lê Xuân Thực. Tới sự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Liệt sĩ Lê Xuân Thực sinh năm 1955 ở xã Tràng An, thị xã Đông Triều. Tháng 10 năm 1974, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở thời điểm gay go và ác liệt nhất, đồng chí Lê Xuân Thực đã lên đường nhập ngũ biên chế vào đơn vị Đại đội 9, Tiểu đoàn 34, Trung đoàn 3, Sư đoàn 338, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đồng chí Lê Xuân Thực được biên chế vào đơn vị Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 316, Bộ Tham mưu Quân khu 7 tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Đến tháng 8 năm 1979, đồng chí Lê Xuân Thực được cấp trên điều về đoàn An Dưỡng 157 giữ chức vụ chính trị viên phó đại đội. Và cũng bởi những năm tháng chiến đấu ác liệt ở chiến trường, đồng chí Lê Xuân Thực đã bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 91% cơ thể. Do có nhiều công lao cống hiến chiến đấu xây dựng trong quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Xuân Thực đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều bằng giấy khen khác. Nhưng phần thưởng cao quý nhất mà nhân dân đã trao tặng cho đồng chí Lê Xuân Thực là bộ đội Cụ Hồ, người công dân kiểu mẫu. Đồng chí Lê Xuân Thực còn là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là thương binh đặc biệt nặng 1/4, là hội viên của Hội Cựu Chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y thị xã Đông Triều, tích cực và tiêu biểu. Mặc dù đã được các cấp ủy chính quyền, con cháu trong gia đình và các thầy thuốc quan tâm chăm sóc và cứu chữa, nhưng do vết thương chiến tranh quá nặng tái phát, đồng chí Lê Xuân Thực đã hy sinh hồi 12 giờ 5 phút ngày 30 tháng 9 năm 2018. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Xuân Thực.